vậy cho rồi coi. Rồi ok anh em, thì hôm nay là trò ba này mình giao cho khách ha. Thì anh khách đó là đặc biệt ở chỗ nào là bởi vì là xe này á mua cho con gái vừa đủ 18 tuổi nha anh em. À, nữ biker tương lai của mình. Đây là MR3 thì mà con xe này là mình đã xong rồi. Nhưng mà anh chủ ảnh muốn lắp thêm một mớ đồ chơi nữa anh em. Lắp thêm một số đồ chơi ví dụ như trắng bùn rồi các nước rồi linh tinh linh ta nó còn mới nữa, nhưng mà hôm nay là anh sẽ qua lấy ngày đẹp, lấy xe về cho nó đẹp. Rồi thì giao khỏi quay ảnh, không thấy ảnh đâu, ảnh lên mạng anh sợ nổi tiếng anh em. Chờ nổi tiếng này anh gửi hồ sơ cho anh. Chừng nào ký giấy hạn trước nha, nhắn cho tin em trước nha để em sắp xếp, tại có nhiều khi em đi tỉnh á, giống như là ngày mai là em đi tỉnh ký giấy tờ anh nên không có nhà. Rồi ok, thì xe này có cái bô độ anh em. Thì cái bô độ này nè, mình gói lại, tại vì ảnh nói là bây giờ con ảnh là đang thi bằng lái nên giờ chưa có nên chớ đi bô độ đâu, thì gói lại mình cất, chắc mình cất luôn á, mình giữ luôn á, tại vì bữa em qua đây gắn cho nó biết chỗ nào đâu gắn. Rồi cất luôn nè em, trao qua em phần thưởng nè, Mr. Trung cho phần thưởng, cất trên lầu á. Rồi thì xong rồi, thì con này mình giao nha anh em nha. Rồi xe này đã bán nha anh em. Đó, thì con này á, mình nói luôn, con này với lại con CBR thì á, con CBR này mình mang đôi dép màu xanh để review một xe xanh mà. Thì con CBR thì nó sẽ có công nghệ nhiều hơn, xe Honda công nghệ nhiều hơn, chế độ lái đồ nhiều option hơn, thì nó sẽ giá sẽ mắc hơn, giá tầm 100 mấy rồi tới 120 tùy xe. Còn con R3 thì chạy sẽ ngon hơn nha anh em, nhưng mà công nghệ nó không có nhiều. R3 chạy là bao bốc rồi, trong cái dòng R3, nhưng mà anh em phải lựa cái xe mới như vậy nè thì chạy mới bốc. Còn những xe mà đi nhiều rồi á, máy nó lì lắm. Rồi đi nhiều thì chấp nhận mình mua về mình phải làm này làm kia lại nó mới đi bốc. Còn xe mà keng keng vậy nè thì anh em đi về là anh em cảm nhận cái độ bốc đó liền, bốc kinh khủng lắm. Đó. Rồi ok anh em nha, vậy bây giờ mình kết thúc clip ở đây. Đó. Rồi sau này anh em gặp biker nữ ở ngoài đường thì anh em cứ hú. Thì sẵn quảng cáo cho anh em luôn, thì bên mình có cái bán cái bên này nè, thì bên này mình bán 1,5 triệu anh em, nó rất là chắc. Đó, bên này là mình đặt thợ làm anh em, thì ảnh cũng có lấy luôn cái bên mình đặt thợ làm. Còn cái bên mình mua ở ngoài chợ nè, hai cái bên nó khác biệt nha anh em. Bên này mua ngoài chợ cũng cả triệu rồi anh em, nhưng mà nó không có chắc chắn, nó không có sơn tĩnh điện, nó sơn thường, anh em nhìn là anh em biết rồi. Quay cho anh em coi, thì cái bên này anh em để chân xe rất là đẹp, hiện tại mình cũng đang chân nè. Đó, thì bên này anh em nào muốn đặt á thì mình đặt luôn, mình làm luôn lần, đặt thợ làm 10 cái 20 cái gì á làm cho tiện. Còn cái bên này anh em coi bên chợ nè thì nhìn nó không chắc chắn đâu, từ cái bánh xe cho tới mọi thứ nó nhìn nó sao á, nhìn nó lô sao anh em, mình cũng không thích lắm. Này mình mua ngoài chợ mình không thích nên mình đặt á, gom anh em lại đặt 10 cái 20 cái nó mới xài nó mới sướng đó. Anh nhìn anh thấy cái bên bên chợ lại cái bên mình đặt thợ nó khác biệt liền. Nó, con này là sơn tĩnh điện anh em. Với lại cái này nè, mấy có mấy cái khóa bát nè, khóa để cho bánh nó khỏi chạy anh em. Còn bên đây nó không có, nhưng mà nhìn nó lô lắm mà nó nhẹ lắm. Cái này nhìn chắc lắm anh em. Cái này anh em xài là chắc không hư đâu anh em. Chắc chắn với anh em là xài không hư luôn. Còn cái này nhìn nó hơi lỏng lẻo chút xíu. Nó nhìn nó hơi lỏng lẻo, lắc cái xe nó hơi lỏng lẻo. Còn cái này xài nó ok lắm rồi, quay cái xe anh em. Nó ha. Nữ đồ quay hoặc là ở nhà có phụ nữ rồi người ta cũng tự dễ dắt, chứ để xe không người ta không dắt được. Đó. Quay 360 luôn đó. Chơi cho bóng chuyền đó. Nhẹ nhàng lắm anh em. Rồi ok anh em ha. Rồi quên. Mình có bảo vệ các nước. Hàng xịn luôn nha anh em nha. Inox xịn nhất trong các loại inox luôn nha anh em. Bảo vệ các nước cho R15 là rất là đẹp. Đó, có mấy trăm ngàn thôi anh em. Xài rất là xịn. Còn GXX nữa nè. R15 có GXX thôi nha. Tại này mình đặt thợ làm á, mình làm 2 mẫu thôi. Làm 1000 cái rồi thợ mới chịu làm. Rồi ok anh em ha. Đã là quay đầu không được hay gì được. Vô đây luôn cho mát nè, vô đây luôn cho mát. Sao? Sao nói sao? À, bốc hơn con CB không? Bốc hơn. Mà chạy nó ngầu hơn đúng không? K
cao ráo chạy con nào cũng dễ hết. Không nhưng mà theo anh thấy á, để cái bô này đi hay hơn nè. Nhưng mà anh sợ nó. Sợ gì anh? Có bạn chơi nó đây. Phải qua tốt nghiệp này mới đi thi được. Đẹp. Đăng ký thi rồi.